Rồi chào nào, rồi nay mình lên vài món qua tháng hôm qua có vài món mình quên quay, với lại vài món người ta lại cọc mà giờ này cũng mất tiêu luôn rồi, rồi bán lại luôn em ơi. Ghét bán xé lẻ luôn. Rồi cặp gù nha anh em, cặp gù Thái tháo ra nè, nó mới tháo ra chưa có vệ sinh gì luôn nè. Ốc cán là chưa vô mỡ luôn nha anh em. Ốc cán chưa vô mỡ luôn nha, chưa xi luôn nè. Nó còn đang mung đi, mung luôn. Vậy anh em về gắn mà chạy thôi. Nó ba cái này cao su đồ này còn đầy đủ nè, móc đầy đủ nè. Đó anh em về xin là chạy thôi. Rồi cặp gù đang mung luôn. Đó gù đang mung luôn em ơi, đầy đủ nha anh em, đầy đủ nè, cáp lợn nè, đúng rồi Thái 510 đi. Đúng rồi Thái 510 đi, 99 nha anh em ơi. Đó cáp lợn nè, 1389 nè. Đó cặp gù còn khá đẹp nha anh em, gù khá đẹp về khá đẹp em ơi. Nó nhìn hình nha anh em, khá đẹp nha anh em. Ốc tán nè. Chưa dấu mỡ luôn nha, ốc tán chưa dấu mỡ luôn nè, còn đẹp long lanh luôn. Ốc tán là chưa dấu mỡ luôn. Nó đẹp long lanh luôn. Rồi cặp gù này, rồi với cái cùm thắng đi, cùm tay thắng em ơi. Nó zin nha, răng cỏ đẹp nha anh em, răng cỏ bao đẹp nha, răng cỏ bao đẹp luôn nè, hay zin nè, nó zin luôn. Rồi 99 nè, rồi tay thắng này lô nha em ơi, tay thắng lô nha anh em, tay thắng ở lô mà gãy luôn rồi. Này lô hơi zin mà gãy luôn em ơi. Rồi bán cái cùm này nè em ơi. Rồi cặp gù với cái cùm thắng nha, cặp gù cùng cái cùm thắng. Cái tóp tai còn zin luôn nè. Tóp tai còn zin luôn. Nó tóp tai còn zin luôn. qua con thử biết xài được không nữa mà còn zin luôn anh em ơi, còn zin luôn nha anh em. Rồi ốc tán nè, để có được ốc tán này đủ nè. Đó như hình nè, răng cỏ bao đẹp luôn. Rồi cặp gù này với cái này là 2.5 bao ship cho anh ơi, rẻ luôn. 2.5 bao ship cho anh em luôn. 2.5 bao ship nha, cặp gù với cái cầm rồi cái cặp cầm nè, cặp cầm nè. Sita còn nguyên nè, còn ok nè. Nút này nút thay rồi nha anh em, nút này nút rô thay rồi nha anh em. Rồi quan trọng là hai cái này còn luôn nè, hai cái chốt còn luôn nè, nó khỏi bị xê dịch. Chốt còn luôn. Đó, rồi cái nút cái cầm bên xi nhan nè, ở cầm bên xi nhan nè. Nó qua thử rồi bài đầu bình thường nha anh em ơi, bình thường nha, nút còn ok. Vậy anh em về lấy giấy nhám nha, giá 2.000 chà nhẹ cái đỏ liền à. Lấy nhám chà nhẹ 2.000 đỏ liền à, tại em chưa thời gian nên bán vậy luôn. Đó, lấy giấy nhám nè. Đó, em cà cà vậy nè. Chà nhẹ cái là nó lộm liền anh em ơi. Nó tại để lâu không chạy nó bị phấn, nó nổi lên phấn thôi chứ bình thường nha anh em ơi. Quay đồng bình thường nha, quay đồng thường. Rồi, không gãy không luôn nè, nguyên si không gãy luôn. Nguyên si không gãy luôn. Rồi dây cọ đẹp hết luôn ơi. Dây này chỗ này có bị đứt nè, người ta gắn led á, người ta không ông nội nữa cái led, người ta câu về chắc chết ta rồi. Gắn led xong rồi người không chịu ấy đâu, cắt về chơi nè. Đó. Đó, ông nội này cũng thợ yếu nghề sao. Người ta lấy cái chọt cái rắc ra người ta làm cắt về chơi đó, nó như hình, anh em vì nó là xài thôi. Rồi như hình thôi không lỗi là còn nguyên cái chốt luôn. Còn nguyên chốt luôn em ơi, đúng là 99 nha anh em, đúng là 99. Nó đúng là 99 nè. Nó đúng là 99 nè, ngày 18 tháng 3 năm 99 nha. 18 tháng 3 năm 99. Chốt móc còn để đâu nha, hai đầy đủ em ơi, hai chốt còn em ơi. Hai chốt còn luôn nha anh em. Rồi cặp cùm luôn. Rồi cặp cùm này bán anh em rẻ thôi. 300 bao ship cho anh em ơi, 300 bao ship nha anh em, 300 bao ship gì gắn cho anh pha hết bài luôn. Rồi ghi đông sao khỉ. Ủa ghi đông sô khỉ nè em ơi, mới thay cao su cho em hết luôn nè. Rồi chữ T nha anh em, chữ T nè, là quay Thái 510 nha em ơi. Bao ngay thẳng nha anh em, bao ngay thẳng, không gù nha. Đó như hình nè, không gù nha em ơi, gù tháo rồi. Rồi sô khỉ còn ok, nó còn khá ok. Như hình, đầy đủ râu ria rồi, không có rớt, không gãy luôn, đầy ốc tán đầy đủ luôn nè. Rồi ốc tán đẹp nè, răng cỏ bao hiếp luôn nè, không quên luôn. Đó, không quên luôn, ngay thẳng luôn, không một dấu cong nữa em ơi. Không dấu cong nào luôn nha anh em, không dấu cong nào luôn. Nó như hình, không quên nha anh em, còn ngay thẳng luôn. Đó, bao hiếp luôn. Bao bếp này chạy luôn. Rồi cặp ghi đông sô khỉ này bán anh em quay Thái 110 nha anh em ơi. Đó anh em nào xe nào bị té công hay là anh pha bị té công gắn vô rồi bao ngon là luôn, gắn chạy bao ngon luôn. Rồi 300.000 bao ship nha anh em, 300.000 bao ship cái ghi đông sô khỉ. Đó ghi đông sô khỉ quay Thái 110 đời 99. Rồi cái Boe. Boe mới Boe 99 em ơi. Đó mật mã đi cũng còn nè mà ít nè. Rồi không có bị có mớp ốc tán đẹp luôn. Đó ốc tán còn đẹp luôn, không bị mẻ luôn. Nó đầy đủ luôn nè, không gãy luôn nè, không gãy luôn, đầy đủ luôn. Nó không gãy luôn, ở đây là nguyên si không tét luôn nè. Nó không tét luôn, ốc tán đẹp luôn nè. Nó ốc tán đẹp luôn. Nó hình Boe đầy đủ nè, hai cái này đầy đủ luôn. Còn mất thì có xá xị đây. Còn xá xị đầy đủ nè. Nó như hình. Anh em nào mà lên quay alpha lên quay Thái 110 gắn này vô là hết bài. Đó, đó chữ chín nè, có cái miếng nhôm nè, miếng nhôm nè. Rồi chín nha, còn 2.000 lên không có em ơi, 2.000 lên không có nha anh em. ốc tán này đủ nè, dây thì cậu thì có răng thôi nhưng còn xài bình thường không ảnh hưởng gì. Nó này này rửa chưa rửa luôn này, để về sau bán vậy chưa rửa luôn em ơi, chưa rửa luôn nha. Nó như hình bao vip luôn,
như hình bao phím luôn, rồi anh em về rửa là xài thôi. Cao su à, cao su cùng mềm xẹo luôn đó, cao su nè cùng mềm xẹo luôn, không tét luôn anh em ơi, không tét luôn nha anh em. Rồi 500 rưỡi bao ship nha, co boe boe xá xỉ quay thái nè mời, 500 rưỡi bao ship nha mày, 500 rưỡi bao ship nha. Rồi cái co xăng nha mày, co xăng 99 nha mày, co xăng 99 nha anh em. Đó, anh em nào mà lên quay thái hết bài luôn nha. Đó, anh em mà lên pha luôn quay thái 99 thì mua này vô gắn vô là hết bài luôn. Đó, quay thái 99 nè. Đó, quay boe quay boe co 99 nè. Rồi như hình nè, có cầm biết fix cao su đầy đủ nha anh em. Fix cao su đầy đủ luôn nha. Nó không lỗi lầm gì luôn. Nó không lỗi lầm gì vậy đâu. Rồi 100 rưỡi bao ship nha anh em. 100 rưỡi bao ship cái co xăng quay thái là 99 nha. Rồi cái bình xăng con 99 em ơi, nó trái ga thì bao đẹp luôn. Rồi để bên trong là không không đóng băng tuôn luôn em ơi. Bên trong là bình xăng không đóng tuôn nha em. Rồi bên trong nè, bên trong là sạch sẽ nha, chưa gì xin luôn, mới tháo ra chưa xin luôn. Băng tuôn luôn chưa đóng luôn. Rồi cái băng tuôn chưa đóng em ơi. Rồi. Rồi bông tua chưa đóng nha anh em, bông tua zin chưa đóng luôn nha anh em ơi, bông tua zin chưa đóng nha anh em, ba cái đốt zin hết nha anh em ơi, zin hết nha anh em. Rồi bông tua chưa đóng luôn nè, nó bông tua chưa đóng luôn, bông tua nè zin zin chưa đóng nha anh em ơi, bao anti bao xăng dư luôn nha, bao xài luôn anh em ơi. Nó bán rẻ anh em, em bán combo rẻ có 1.3 triệu bao ship anh em không chịu, anh em chê đòi hỏi các thứ giờ bán ra nhiều hơn luôn ơi. Rồi trái ga nè, nó vệ sinh sạch sẽ cho anh em chạy luôn, nó trái ga là bao giữ luôn anh em ơi, nó như giữ nha. Này chỉ mới cái thôi chứ bao anh em là không có xước nha em ơi, không có xước, không có lím gì đâu em ơi. Đó như hình nha anh em. Như hình nó còn đen mung luôn. Đó như hình nè. Còn đen mung luôn, dấu này không phải dấu xước nha em ơi, nó còn nguyên nè, nó mới không có dấu vô thôi chứ chưa có lím luôn. Nó còn nguyên xi nè. Đây là anh em nhìn màu này nè. Đây thì lúc này cái chỗ cái xăng vô á nó hơi nám. Như ba cái khối bụi nó hơi vô, ba cái khối nẹt cũng hơi nám nha em ơi, chứ không phải gì nha em ơi. Nào anh em nhìn cái miếng này nè. Miếng này nè, nó hợp nhau nha em ơi. Còn đây là miếng xăng chạy vô nó vậy. Cái đường xăng nó vô. Đó như hình nè, trái ga là VIP luôn. Nó ga VIP luôn anh em ơi. Trái ga là zin hết nha anh em ơi. Bình xăng này zin hết nha. Bông tươi chưa đóng luôn. Nó như hình. Trái ga lên ga nhẹ nhàng luôn nè. Rồi. Đầy đủ luôn nè, zin con luôn. Nó đời 99 nè. Zin đó là cái lò cái zin ba ghe nè, còn 2000 lên là zin dẹp. Rồi cái này là nguyên xi không có cắt luôn. Còn lò xo là không cắt luôn, zin hết luôn. Về gắn là chạy thôi. Về gắn là giữ luôn. Cao su đây thì nó hơi tét nè. Anh em về kiếm cao su khác đắp vô. Rồi như hình nha em ơi. Rồi 900 bao ship nha em ơi, 900 bao ship nha. Bình xăng con 900 bao ship, quay thái 10, bông tuôn chưa đóng luôn. Bao VIP luôn 900 bao ship. Rồi bỏ ốc nha em, bỏ ốc 110 nha em. Cốc trước nè. Cốc trước còn khá nha, cốc trước còn khá luôn nha em ơi. Cốc trước nè, có chấm bi luôn nè, còn khá luôn nè. Rồi cốc sau có cấp đầy đủ nha em, cốc sau nè, nó cốc sau nè. Còn khá luôn. Cốt sau còn khá luôn anh em ơi, còn khá đó nha anh em. Nó còn khá luôn. Nó không có móc méo luôn, là nguyên xi luôn. Rồi ốc tán như hình nè anh em ơi. Có tấp chân nè. Rồi báo số nè, báo số này còn đẹp nè. Nó còn đẹp nè, không bị lúng gì luôn nè. Ở đây hình như nó cắt gì nói vậy nè. Nó đây sao có cắt nói vậy nè, quán mà keo nè, cắt nói vậy nè. Nó ốc tán đầy đủ còn khá em ơi, ốc tán còn khá em ơi. Ốc tán là cũng còn khá nha. Bồi nắp đồng bằng ba ốc còn nè. Ba hình như ba bốn con á, hình như còn bốn con còn ba con sao anh em ơi. Bốn còn ba con nha anh em. Bốn con còn ba con nha. Đó, ba bốn bự còn ba mà còn ba con bự. Đó. Bốn này giờ anh em vô mua cũng phải mấy chục ngàn, trăm ngàn rồi. Rồi như hình, có ốc qua thái 110 như hình. Đó anh em về muốn xi lại muốn làm gì làm nha em ơi. Ốc tán nó cùng được còn khá em ơi. Nói chung là ốc tán ba ốc mái nè, đẹp quá anh em ơi. Ốc mái nè. Ốc mái còn đẹp luôn. Ốc mái còn đẹp luôn anh em ơi. Ốc mái còn đẹp hết nha anh em. Rồi cốt treo mái nè. Cốt treo mái nè, lọn cốt treo lồng nè. Đó, đầy đủ này luôn. Bộ này giờ mua cũng 100 ngàn rồi. Rồi cái mục tiêu này. Rồi hai cốt treo máy nè. Hai cốt treo máy còn đẹp luôn. Nó hai cốt treo máy nè, còn đẹp luôn, mới bung lần đầu luôn. Nó nhìn hình. Rồi ốc này là ốc này còn 3 con nha anh em ơi. Còn 3 mất tiêu rồi. Nói chung ốc bự này còn 3 con, ốc bự còn 3 con anh em ơi. Rồi bộ ốc này 300 rưỡi bao ship nha. 300 rưỡi bao ship hồi qua quên quay anh em ơi. 300 rưỡi bao ship. Rồi bộ đũa đầu luôn. Bộ đầu luôn. Nó ốc tán còn VIP luôn. Ốc tán còn đẹp VIP luôn anh em ơi. Đẹp VIP nha anh em ơi. Ốc tán đẹp biết mà không có mớp mẻ cạnh luôn nè, không mẻ cạnh gì luôn. Biết luôn. Rồi như là không mớp mé, không thụng, không mớp luôn. Răng cỏ đầu cái đầu ốc nè. Còn đẹp luôn nha anh em. Đó, bỏ 110 nha.
hai đồng đĩa bao ship nha anh em, hai đồng đĩa bao ship bộ đũa đầu khuôn một, đó là bộ đũa đầu quay thái 110 khuôn một quay, hai đồng đĩa bao ship nha. Bộ có qua lăng thái 110 như hình, bán rẻ lo anh em chạy luôn. Nó trong đây thì nó nước vô nó hơi bị nổ hơi bị bệnh gan bệnh phổi nè, nó bị đen nó bị xét em ơi. Rồi ở đây còn khá đẹp nha anh em, nó không bị vỡ nha, không bị vỡ, qua thái 110 nói hình bên ngoài thì nó hơi như hình, nó nước da hơi xấu. Rồi ổ đề lô luôn, ổ đề lô dễ đề lô luôn. Rồi bán anh em nhanh lẹ thôi cái bộ qua lăng này thôi, dự gắn cho anh pha chạy nha anh em ơi, 350 bao ship nha anh em, 350 bao ship dự gắn cho anh pha chạy hết bài luôn. Rồi bộ cốt đại cốt số qua thái 110 luôn, nó răng cỏ là đẹp long lanh luôn, hình như có mẻ một răng em ơi, đây là có mẻ răng nha em ơi, mẻ một răng nha em ơi, mẻ một răng nha, nhưng răng là bao cứng cáp bao dữ luôn, nó mẻ một răng, răng cỏ bao dữ luôn, đầy đủ như hình nè, chó rồi chó đạp đồ lò xo đầy đủ luôn. Rồi cái cần số phải ngay băng luôn nè, mà ngay phải 9900 ngay băng luôn. Nó còn ngay băng luôn. Răng cổ thì bao đẹp luôn, cũng có mẻ một răng luôn. Nó răng cổ nè, VIP luôn. VIP luôn em ơi, mẻ một răng thôi. Đó nè, đây nè, đây là mẻ một răng thôi nè. Còn lại là VIP luôn nha em ơi, không có lầm nha. Rồi lấy rẻ 150 trong đỡ bao ship thôi em ơi. Một cái đã có số 150 bao ship nha. Rồi bộ số qua thái 110, nó hồi qua cũng không quay luôn. Đó, lại thì chứ quay nó quên áo luôn em ơi. Rồi cốt nhông cốt số cốt nhông nè, cốt nhông còn phải 97% 97-95% đó, bao đẹp nha anh em, bao đẹp nha anh em, bao đẹp nha anh em. Rồi như hình nè, còn khá mới luôn. Nó đây thì có dấu đường nè, đường này có cái phết chạy ngang nè, nó hơi lúng nhẹ xíu nè. Có bình thường có đó, lúc xe nào cũng có em ơi. Bao nhiêu là không xì nhớt nha anh em. Đó như hình nè. Cốt nhông còn phải 97-95%. Rồi răng cỏ thì bíp luôn. Răng cỏ thì bíp luôn. Rồi quan trọng cái này nhắm không vô cái này em ơi, cái này nhắm không vô cái này nè. Rồi như hình. Rồi để số 2 nè, số 2 là sọc số còn nguyên nha, sọc số còn nguyên luôn, nguyên si luôn anh em ơi, sọc số nguyên si nha anh em. Rồi sọc số nguyên si nè, nó như hình nè, không nhắm luôn anh em ơi, không nhắm không rổ luôn nha anh em, không nhắm không rổ luôn nha anh em. Rồi số 3 nè, số 3 là bao bẹp luôn nè, để nhà xíu một lông chó trời luôn. Rồi số 3 nè, số 3 là bao đẹp nha anh em, số 3 là bao đẹp nha. Rồi số 4 nè, rồi đẹp không VIP không nhâm luôn, không nhâm không rổ luôn ơi. Đó, không nhâm không rổ nha anh em, không nhâm không rổ nha anh em, không nhâm không rổ luôn nè, nguyên si. Đó, như hình. Rồi cặn heo nè, cặn heo thì khỏi nói mày, cặn heo quay vô cho có phong tục có lệ thôi chứ nó cặn heo là bao đẹp bao dữ luôn. Cặn heo là khỏi nói gì quá trời đẹp rồi, cặn heo là quá trời đẹp rồi anh em, sọc nguyên si nha anh em. Sọc nguyên si nha, xe này im ru luôn, xe này trên xe này nổ im ru bà rù luôn, garanti nhẫn nhừ luôn, xe là im ru không giọng lên không phập không gì luôn, xe này khá ngon mới rất đầu thôi, nó bao đẹp luôn. Rồi cái bộ số này bán là 650 bao ship anh ơi, 650 bao ship nha, bao em là không nhâm luôn, 650 bao ship, nó như hình, 650 bao ship. Rồi bán cái bộ đi, bộ đầu lòng, bộ đầu phun đầu cam còi em ơi. Hôm qua cái đoạn đọc cọc quả tới giờ này em ru luôn, điện không bắt máy luôn. Gặp cái gì được không? Rồi như hình nè, đầu ETH nha, TH. TH nha em ơi, qua thái 110 là 99 nha, TH nha anh em, nắp số 8 nha. Nắp số 8 là bao VIP luôn. Nó nay mình đợi cọc giờ xé rẻ ra bán luôn. Nó anh em mua bộ này gắn vô là siêu im luôn, gắn nguyên bộ mới ngon em ơi. Rồi được mình bán xé lẻ luôn. Đợi cọc tới giờ này chưa thấy đâu. Rồi như hình. Nắp số 8 nè, VIP luôn. Nó số 8 là VIP luôn anh em ơi, nó số 8 VIP luôn nha anh em. Nó số 8 là VIP luôn. Nó nắp số 8 là dữ dằn luôn, không có mất mẻ luôn ơi. Không mất mẻ luôn anh em ơi, quá đẹp nha anh em ơi. Nó số 8 là quá đẹp nha anh em. Rồi nắp bông hết đều đủ nha anh em, nắp bông nha anh em. Nó nắp bông nha. Nó nắp bông 99 này. Nó nắp bông. Nó nắp bông đầy đủ. Rồi qua thái 110 nè. Rồi 99 nè. Đợi TH là thứ gì nổi anh em ơi, đợi TH là thứ gì cho nổi nha anh em ơi. Nó như hình nha anh em. Ốc tán đầy đủ nha. Rồi bao không có làm gì luôn. Rồi ra đi nhanh lẹ luôn. 1.200.000 bao ship cho anh em cái đầu này luôn. 1.200.000 bao ship nha anh em ơi. Đầu qua thái 99 nha. Mã TH. Chữ nắp số 8 nè, 1.200.000 bao ship luôn. Rồi cam còi qua thái 110. Đó, cam còi qua thái 110 là VIP luôn, không lỗi lầm, bao đẹp luôn anh em ơi. Hai gói là bao đẹp nha anh em, không xước luôn nha anh em ơi. Bao đẹp nha anh em, không xước nha anh em. Bao đẹp, hai gói là bao đẹp không xước luôn. Đúng qua thái 110 nha. Bao anh em là không có mài dũa luôn anh em ơi. Đúng qua thái 110. Đó, bao anh em không chưa mài dũa luôn. Hai cặp cò rồi giữ dằn luôn. Rồi cặp cò. Cặp cò thì VIP luôn anh em ơi. Cặp cò thì nói gì nữa. Đó cặp cò nè.
cái đường giữa mà nó đường nó không đúng luôn. Đó như hình nè, nhìn nắng băng luôn nè, thấy soi gương luôn đây. Soi gương luôn nha anh em. Cặp cò dữ dằn nha anh em ơi, quay thái 110 nha anh em. Đó, bộ cam cò này là 700 bao ship nha. 700 bao ship, bộ cam cò quay thái 110 đời 99. Gắn là xe là siêu im luôn, xe nay 99 tới giờ nay biết như lâu rồi. Nay gần 30 năm rồi. Nó gần 30 năm rồi mà còn cái này quá dữ rồi. Rồi đầy đủ áo cái này đủ nha em ơi, đầy đủ áo cái này đủ nha anh em. Rồi. Như hình. Rồi hai xi nhan em ơi, hai xi nhan nha anh em. Hai xi nhan nha anh em. Hai xi nhan có thấy 110 nha, hai xi nhan. Nó viên xi không nước bể. Có răng nhẹ nè. Đó, nhìn tao xe, có trầy hơi trầy miếng nè. Anh em về bát để lẹ lẹ nó, bát để lẹ lẹ em ơi. Rồi bên trong thì anh em về vệ sinh ra xài nha anh em. Đó không có lầm gì luôn nè anh em, không nứt bể, chỗ bọng nguyên xi không gãy không bể luôn. Như hình. Rồi hai cặp này cho anh em là rẻ về luôn. 200 bao ship luôn anh em ơi. 200 bao ship nha anh em, 200 bao ship luôn. Rồi cái đầu đèn, và đầu đèn bà cổ qua thấy 110. Nó này có bị té, bị ngã này nó bị trầy miếng anh em ơi, trầy miếng anh em ơi. Còn lại là sơn còn đẹp nha anh em, sơn còn đẹp VIP nha anh em ơi. Rồi hình ở đây là không bể nha, chỗ bọng là không bể. Nó giờ đầy đủ bát nè, đầy đủ mấy cái này còn nguyên xi luôn nè. Rồi bà cổ nè. Bà cổ thì đây nó bể miếng anh em về về gắn biết đồng đền vô gắn xe cỏ chạy em ơi. Nó ở đây được bà cổ rộng nha. Rồi có gãy nhẹ hai lỗi nè. Rồi đây mất miếng nè, miếng bắt vô cái ghi đồng nè. Cái bát cái lỗ bắt cái ghi đồng nha. Rồi bên đây thì nó bị bể miếng nè. Anh em về chấm keo chấm hàng lại xài. Nó như hình thôi, còn lại là nguyên xi hết. Như hình. Rồi cái đầu bàn thờ này bán cho anh em nhanh lẹ nha, 250 bao ship thôi anh em ơi. 250 bao ship nha anh em. 250 bao ship. Nó giờ cái này không mua giờ cũng có tiền đâu mấy, cái này có lỗi nhẹ như hình thôi. Nó anh em nè, nó nhẹ như hình thôi. Đó, anh em nào anh pha lên thì gắn lấy là sơn là y bài. Rồi 250 bao ship nha anh em. Này là sơn zin nha, ken luôn, này chỉ lỗi nhẹ như hình thôi. Đây rồi. Về anh em che hàng bát lại lấy lụm thôi. Rồi nhà là còn nguyên xi. Rồi cái này cũng cọc nè, cọc tới giờ mất tiêu luôn, khách lạ cọc nó giờ mất tiêu luôn. Rồi bán đại sáng nhà, bán đại luôn đi, rẻ luôn. Rồi bắt nạ với khóa yên thôi. 200 bao ship thôi, bắt nạ với cái khóa có bướm thôi, bướm biên thôi. 200 bao ship luôn, bán rẻ nhanh lẹ luôn đi em ơi. Còn nhiều món nè. Rồi cục đề nhá, cục đề nè. Cục đề anh em rửa ra là bao đẹp luôn, cục đề qua quay nè. Nó 150 bao ship nè. dây zin luôn nha anh em. Dây zin nha, cục đề lô mà bao im luôn á. Rồi cái cản tay sách luôn. Tay sách ở đây nè, còn mềm xeo nè. Cùng em sale nè. Ở đây thì nó hơi nổ nổ nè mày, hơi nổ nha anh em, nhưng còn cứng khừ nha anh em, hơi nổ còn cứng khừ nha, đây cũng hơi nổ nè. Đó như nó ở trong nó xét nó nổ ra nè mày, có sao vậy nha. Rồi còn ngay thẳng luôn nha anh em. Có thấy 110 nha, vì nó sẽ cỏ chạy bao ngon luôn. Rồi hai này thôi. Rồi cái cục đề với cái tay sách 200 bao ship nha anh em, 200 bao ship, nó rẻ rề luôn. Tiền ship hết này hết 40.000 tức là còn trăm mấy thôi. 200.000 bao ship rẻ rề luôn. Rồi cái bánh trước Rebel 99 nha em ơi, bánh trước Rebel 99 nha em ơi. Sơn còn khá đẹp nha em ơi. Cái đầm sơn còn khá đẹp nha em. Đầm sơn còn khá đẹp. Rồi niền u còn đẹp len keng luôn. Niền u đẹp len keng luôn, câm thì còn khá đẹp mà chân câm nó hơi xét. Chân câm hơi xét nha. Chỉ gắn xe cỏ chạy em ơi. Máy đầm thì cái đầm thì còn sơn khá đẹp. Đó. Rồi tăng bô là bao đẹp luôn nè. Tăng bô bao đẹp luôn. Rồi đúng đời 99 nè. Đó nè, tháng 9 nè. Rồi 99 nè. Đó 99 này nè anh em ơi. Rồi này này hình như không lóng lưng luôn, không lóng lưng luôn mày, không lưng nha mày. Rồi đầy đủ má đùm nha anh em, dì gắn xe cỏ chạy luôn. Đó, dì gắn xe cỏ chạy. Rồi 300.000 bao ship nha anh em ơi. 300.000 bao ship nha anh em. 300.000 bao ship, bao xài bao ngon luôn nè. Không con quên luôn nè. Không con quên nha anh em ơi. Nó gắn xe chạy nha, 300 bao ship tiền ship 50.000 rồi. Anh em đừng có tính vụ 300 nha mày. Tiền ship ai chịu, tiền ship em chịu hết rồi. Anh em sợ mua thì anh em sợ lăn tăng ship cao, em bao ship hết rồi. Tiền ship này phải 40.000, 45.000. Coi như 50 đi tính ra còn có 250 thôi. Bằng cái đụm thôi em ơi, bằng cái đụm thôi. Nó 2 3 rồi. Lẹ đi bán rổ luôn xẻ đi em. 250 bao ship thôi, bán rẻ luôn, 250 bao ship bằng giá đụm ba coi như bán cái đụm tặng cam liền. 250 bao ship luôn. Rồi tay cho heo full 1 anh ơi, tay heo full 1 nha anh em ơi. Rồi heo này còn lại khá đẹp nha anh em, heo khá đẹp nha. Heo khá đẹp, bát đẹp luôn nè. Heo khá đẹp nè anh em ơi. Ốc tán hàng ốc nguyên nha. Rồi bê tông đẹp còn khá đẹp nè, để anh em vệ sinh ra, đang xài bình thường. Có ốc tán, ốc này ốc gì đây? Còn một con lai nè. Ông ta còn có con à, còn con này thì con này thì con gì không biết. Rồi dây dầu đẹp khá đẹp nha anh em, dầu khá đẹp nha anh em, khá đẹp. Rồi không nứt bể luôn nè. Rồi bát bọng bát dầu đẹp luôn. Bát dầu còn khá đẹp luôn. Nó bát dầu nè, khá đẹp luôn nè em ơi, đầy đủ bát luôn nè em ơi. Nó dây cậu vỏ hoài của nước nha, vỏ hoài nước mà lưu hoài nước nha nè. Bao này là không có bị nước vỏ trong. Rồi cái này coi như tặng luôn.
này thì gãy rồi, này coi như tặng nha, không tính tay dầu nha em ơi, không tính tay dầu nha, tính là heo dây thôi. Rồi 400 bao ship nha em, 400 bao ship heo dây thôi. Giờ dây bắt em đã mua phải 250 rồi, con heo tính ra còn có 150 thôi, mà bao ship nữa, 400 bao ship nữa, tính ra còn có 350 thôi. Nó 400.000 bao ship, bộ tay heo như hình rẻ rề luôn. Rồi bán anh em là bộ combo này siêu rẻ luôn nè. Rồi ba cặp phục, phục này phục K3, phục K3 bao nhúng ngon em ơi, này để lâu không chạy xét thôi nha, bao này nhúng ngon, anh em kiểm tra hàng thử nhúng không một nói tiền. Nó nhúng hơi hám đầy đủ, bao này không yếu, còn ngon lần đầu, để lâu không chạy nữa xét. Nó phục K3 nha, anh chuyên phục gì biết con mới rồi em ơi. Nói hình nha, một cặp nè, bao này không xì luôn. Rồi cặp số 2 nè, phục rim luôn nè, K3 luôn nè, K3 luôn nha anh em, này để lâu không chạy nó xét nè, xe để mưa nắng à, cặp này có xì không ta, thấy ướt nè. Nhưng nhúng bao ngon nha em ơi, nhưng nhúng bao ngon nha em ơi, nhúng bao ngon nha anh em, nhúng bao ngon. Đó hai cặp rim nè, cặp phụ màu cặp rim nè, rồi cặp phụ đen nè. K3 nữa nha em ơi. K3 đó nha. Đó như hình, ba cặp đều nhúng ngon hết, chỉ vỏ bài hơi xấu thôi. Chân đẹp nè, chân đẹp ken luôn nè, mà để hoài hơi xấu nó hơi xét nè, như hình. Rồi ba cặp này bán em nhanh lẻ luôn. Ba cặp 250 bao ship. Đó, ba cặp 250 bao ship nha. Để đề luôn ơi, bao nhúng ngon. Vì nó sẽ cỏ chạy 250 bao ship. Rồi ghi đông ơi, ghi đông nha anh em ơi. Ghi đông này là quay quay ớt, quay thắng đợi thắt đĩa em ơi. Đầy đủ gùn nha em ơi, gùn đầy đủ nha anh em. Đó, đầy ba cái luôn nha. Ba cái luôn, thắt đĩa đầy đủ luôn. Ghi ga nghe có đầy đủ luôn, ốc tán đủ luôn. Ba cái ghi đông, bao ngay thẳng luôn, gù bọng đầy đủ. Rồi ba cái bán rẻ luôn, vì gắn xe cỏ chạy, gắn xe cho hàng chạy luôn. Rồi ba cái 350 bao ship nha em ơi. Ba cái 350 bao ship nha. Tính ra cái còn có 100.000 thôi. Ba cái 350 bao ship, tiền ship hết này hết 70-60.000 rồi. Đó, ba cái là 350 bao ship, tính ra còn có 100.000 cái rồi anh em ơi. Rồi cặp phục rô số là cặp phục riêu lùng 99. Đó nhìn hình, bao này là phục zin chân zin vỏ đẹp luôn anh em ơi. Vỏ đẹp nha, đây là người bỗng đều uống nè. Nó này chưa rửa luôn, để lâu quá này nó mới là dọn mới rút ra được, muốn rút ra anh em ơi. Người còn đầy đủ nha anh em ơi. Bao không xì nha, bao nhúng ngon, bao không xì, chân zin ti zin luôn. Nó nhìn hình, phục riêu lùng 99. Nó dùng 99 là nó có dày sọc thôi, còn phun một thì nó ngắn nha. Phun một thì nó đây cao su nó ngắn. Rồi 400 bao ship nha anh em, bao nhúng nhảy bao ngon không xì nha anh em, bao nhúng nhảy bao ngon không xì. Rồi cùng con bên phụ một thôi, mua bên phụ một đợt 203 em ơi, đợt 203, đợt 202 em ơi, 202 nha anh em. Đợt 202. Rồi không nứt bể nha, không nứt bể. Rồi chụp này đẹp luôn nè, dây cọ đẹp nè, bass còn ok luôn nè, không có bị nứt bể luôn. Dây cọ cũng mềm xèo luôn nha anh em ơi. Dây cọ mềm xèo nha, chụp ri rin ken luôn. Rồi chụp ri còn rin luôn á, rin luôn anh em ơi, rin luôn nha anh em. Nó như hình. Rồi cái cục mua bên nha, dẫn rin quay là bao mạnh bao xài bao ngon luôn. 250 bao ship thôi anh em ơi. 250 bao ship thôi nha anh em. Rồi cục bobin qua này là có rim Việt nè anh em ơi. Rim này là có rim Việt đời 99. Nó rim Việt đời 99, rồi shipper rim này đầu đời 99. Nó siêu đời đầu 99. Dây cọ còn ok nè. Nó rắc còn nè. Anh em về đang xài bao mạnh bao sống luôn. Như hình. Rồi ở đây thì có bị này là nứt cái vỏ đúng không? Cái vỏ trong nứt nè. Bao này là ruột con quyên nha, ruột con quyên nứt vỏ thôi. Còn quyên chứ chính nó bị nứt vô quậy mày, vô quậy nó tét nha mày, vô quậy nó tét nha. Vô quậy nứt nè, nhưng lỗi là lỗi đồng là bên trong là bao sống nha. Bao sống bao xài luôn, chụp ri này còn đẹp luôn. Chụp ri này nhàn luôn, còn đẹp luôn em ơi. Rồi cục mobin rim này thôi, super rim đời đầu thôi, bán anh em nhanh lẹ thôi. Rồi 100.000 bao ship thôi. Nó 100.000 bao ship cho anh em về gắn luôn, bao sống bao mạnh em ơi. Rồi bán lại gấp bọc sên hôm qua em ơi, hôm qua người ta chốt rồi, người ta quản lại em ơi, rồi bán lại em ơi. Đó tại qua nhiều người hỏi quá trời luôn mà không sao. Mấy anh em quản lại rồi, đừng có tới chỗ nhận hàng, anh em nói quản là chết em luôn. Rồi cũng chưa gửi. Rồi như hình nha anh em. Đó VC nè, mặt tiền còn khá đẹp nha anh em ơi. Tem bọng thì còn như hình nha anh em. Nó tem bọng như hình nè. Rồi này khá đẹp. Như nó phôi khá đẹp thôi. Anh em về lấy sơn lại, tem bọng đầy đủ, như hình mà hơi xấu. Ở bên trong nè. Ở đây hơi bị móp miếng này anh em về bẻ ra nha, hình này để cấn em ơi. Nào ở đây nè, đây cài vô cái sườn nó bị mòn luôn. Đó, mà trong đây không sao, không thấy em ơi. Quan trọng đây nè, anh em về sơn phết lại xài. Rồi gấp nè không nụt lủng luôn nè, chỉ bị hơi nổ sơn thôi, nổ sơn như cái bọc sơn nha. Nó như hình nha. Rồi còn khá đẹp luôn anh em ơi. Không một lủng nha anh em ơi. Mặt trên dưới đẹp bao đẹp nha anh em, không lủng nha anh em, không lủng nha anh em. Không một lủng. Nó như hình không một lủng luôn. Rồi bán cái gấp, hôm qua bán 400 bao ship rồi, nay bán rẻ luôn, bán gấp tặng sơn luôn, 300 bao ship luôn, bán rẻ luôn, giá luôn, 300 bao ship luôn. Rồi anh em cần gì liên hệ nha em ơi, rồi xin chào nha em.